qua cái đóng cassette anh em ơi, cho anh em nào chơi cassette đây. Cái này tele nha, tele 7.500, con này ra được 2 lon. Chúng ta có con Relatic Philip, con này có cái mâm thang đua nha anh em, mắt cái này là có công suất là mắt kim rồi, Woodin này. Ngày tele có hai con luôn này, hai con giống nhau luôn này nè, thấy không? Con này nè. Đài bóng đèn ở đây. Con còn đây có con Universum này. Con này dài lắm em, nó dài cả mét này. Trên kia còn mấy con nữa, chừng chục con. Là có con Citronic này anh em. Là mắc đèn pin rồi. Nhưng mấy con này là 1.500.000 nha, bán đại luôn anh em ơi. Con này cũng 1.500.000 luôn này, bán đi. Ba con luôn, ba con 4.000.000 luôn. Lấy luôn con này nữa là 4 con 5.000.000 luôn anh em. 1 này. 2 3 4, 4 con 5.000.000 nha. Đó, thêm khuyến mãi luôn con này cũng được luôn này. Ba cái đồ linh tinh nhiều quá, đây còn ba con âm ly. Con này ra vô bóng đèn nha anh em. Con này nó mất nút gạt, mất này là hát nha, bao hát nha. Con này 1.000.000 này. Con này là âm ly. Con này 3.000.000. Con dưới là retriever 400. Con này 3.500.000 luôn, con này chạy sò sắt, sò nhôm gì đó. Này, còn anh em nào ở Sài Gòn qua này anh em. Một cục bên đây này, ở trong đây cũng còn này anh em thấy không? Anh em chui vô đó anh em kéo ra. Ở đây có mấy con đài bóng đèn này, con này cũng hát này. Con này hát to lắm nha này. Con này hình như nó bị mất nếp lưng, không biết còn đồ hay không. Nếu mà con này còn đủ đồ thì bán 2.500.000 thôi con này nè. Con này cũng còn này nhưng mà bị sập cái kiến này anh em, hả, vận chuyến này. Đó. Hai con này 5.000.000 luôn nha, con này với con dưới 5.000.000 luôn nè. Đồ thì anh em cần thì mình quay cái lưng cho anh em coi nha. Này ngồi đang còn số này anh em. Anh em nào cần thì Zalo nha anh em, Zalo đi. Con này Philip. Con này hát ok nha. Con này mình có hai con giống nhau luôn á. Rồi, anh em nào chơi thì Zalo số này nha anh em ơi. Zalo trước tính sau nha.